còn một kiện này thôi đúng không? Rồi 6 kiện tất cả. 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5 và 6. Khang Minh cập nhật một cái video ngắn lên kênh nhanh để các bác và quý anh em nắm được. Buổi sáng sớm ngày hôm nay hàng Mỹ tiếp tục cập bến về. Một cặp SR4733A này. SR4722X một cặp duy nhất tiếp tục có hàng. Đây. Rồi thì súp, hai quả súp nghiền công suất, một cái BRX 618S một quả tiếp theo. Và một quả Eon 618S, cùng là 618S nhưng mà Eon nó khác và BRX nó khác. Eon nó rẻ hơn BRX. Đấy, để các bác và quý anh em nắm được. Có những các bác quý anh em hỏi chỉ hỏi cái số của cái model loa thôi. Nếu như nói là 618S thì không biết là cái gì 618S. Cho nên là các bác quý anh em nên chú ý. Khi hỏi thì chúng ta hỏi cả cái chữ cái đằng trước thì mới nắm bắt được nó là model gì. Đó. Rất nhiều và rất nhiều buổi sáng sớm ngày hôm nay. Bây giờ mới 7 giờ thôi. Các bác và quý anh em quan tâm những gì, vui lòng liên hệ cho Khang Minh. Những cái hàng Mỹ tuyển chọn liên tục cập bến và cung cấp đi. Để chúng ta chơi, nghe ca hát, biểu diễn giải trí chuyên nghiệp, Khang Minh sẽ khui và sẽ chụp ảnh rồi thì quay video sau.